Trời ơi, sợ ma quá. Chạy lẹ lẹ lẹ, sợ ma quá đi. Có ai chạy đằng trước kìa. May quá, có người đi chung rồi. Anh ơi, cho em đi chung với, em sợ ma quá. Đường gì mà vắng dễ sợ luôn. Hồi còn sống, tôi cũng sợ giống cô lắm. À! Khuya rồi, ngủ đi mày ơi. Ừ, tao ngủ nè. Sợ quá. Nghe đồn chó sủa 3 tiếng là có ma đó mày ơi. Mày sủa thêm 1 tiếng nữa đi. Ủa, chi vậy mày? Thì sủa đi, lẹ lên. Rồi, 4 tiếng, ổn rồi đó. Vậy sao mày không sủa đi, còn bắt tao sủa? Một đêm nọ, thanh niên bắt xe buýt trở về nhà. Sao cái xe buýt này mặc người nào người nấy như cô hồn với trời. Thôi mệt quá, ngủ đã, tính sao. Không thấy bác tài nhưng xe vẫn chạy. Trời ơi, ma, ma, có ma. Ma cái gì, xuống đẩy xe phủ coi, đẩy mệt rồi chết à. Con trai ngủ ngoan đi con. Ba nhớ kiểm tra xem dưới giường có con ma không nha. Ừ, không có đâu. Để ba xem cho. Ba ơi, có con ma nào trên giường của con? Nói bụng quá, gì ăn cơm thâu. Ăn tấn 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 tấn. Ê thằng kia, sao mày ăn cơm của tao? Á ồ, thấy luôn hả? Mày là còn nhiều cá tao chưa nói lắm nha mà. Nhanh cái tay lên, còn gì ăn cơm. Mọi người trong ký túc xá đã về ăn Tết Dương, phòng chỉ còn lại Tí và Tèo. Thầy nhớ 3 giờ sáng kêu tao dạy học bài nha mày. Chứ ngày nào tao không kêu. Ơi, dạy học bài mày ơi. Ờ, tao dậy nè. Ngày hôm sau. Ơi, dạy học bài mày ơi. Ờ, tao dậy nè. Ngày hôm sau nữa. Dạy học bài mày ơi. Tao biết rồi, tao dạy nè. Ủa, thằng Tí nó đi về quê rồi mẹ. Tụi bay xem phim đi, để tao đi lấy nước ngọt nha. Ta-da! Say quá mày ơi, tối nay chúng ta phải ngủ ở đây rồi. Ồ, tiếng gì vậy ta? Rồi để tao dậy coi thử. Ủa, ông đang làm gì vậy? Khỉ thật, đứa nào khác sai tên tao. Nhát mà tao hả mày? Tao lạ gì cái trò của mày nữa. Ôi, lại coi phim đi nè, đừng có nhát mà nữa. Ăn bắp này mày ơi. Không phải mày đang nhát mà tao hả? Bác mới tới làm mướn ngày đầu tiên hả? Ừ, tôi mới ở quê lên. Bác tranh thủ làm về sớm nha, về trễ quá không tốt. Ừ, tôi biết dài. Anh ơi, cho em quá gian với. Đi đâu giờ này không có xe dạy chỗ. Mà nè, tôi nghe nói hồi xưa con đường này chiến tranh, xác chết nhiều, nên có ma nhiều lắm đúng không? Đâu có, có mình em à. Đâu có mình em à. Huy là một cậu bé hiền lành, có phần khờ khạo. Huy chơi chung trong một nhóm bạn, vì tính cách khờ khạo của mình nên thường bị các bạn lợi dụng, nhưng cậu ta vẫn rất vui vẻ. Ghép bài lẹ cho tụi tao nghe. Một hôm mẹ Huy mời cả nhóm về nhà dùng cơm. Thằng Huy khờ khờ mà nhà to dữ bay. Trời cũng khuya rồi, các cháu hãy ngủ lại một đêm, mai về. Đến tối khi cả nhà Huy đã ngủ say, nhóm này bắt đầu dậy lục lọi đồ đạc.
ai nào ăn trộm? Heh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